Lớp một cảnh sát trên cặp C 15 màu đỏ X2 với gai 1 hay quá cơ. Đời em là ba muốn tương lai, còn tôi giờ chỉ tay trắng đôi tay, làm sao chung đường chung bước. Thôi em đừng nhầm tính tôi là gì, đời người không biết từ khi em lỡ cất bước ra đi, lòng tôi đau xót đây muốn phân ly, ước mơ một ước mơ gì ngoài trời đổ mưa trong lòng, mưa rơi cuốn trong tâm hồn, tình yêu trong tay bay đi mang về chẳng rất tuyệt vời, giọng hát rất hay. Đấy, chỉ đơn giản 3 thiết bị, một đôi C15 Pro, một con đĩa X2 và bộ mic VK1. Anh hát rất là ngọt ngào. Vâng, cặp C15, cặp C15 Pro cực chất. Cái tờ gì đang hát karaoke trên con đĩa X2 và mic VK321. Tìm màu áo cưới cho Hồng Khanh đang ngồi thưởng thức phía sau. Khi anh đã quên một đời yêu em, dù cho nét son môi hoài mờ, dù cho mặt xanh kia hình người, và dù năm tháng vội qua, anh Thành sốt rất là nhanh. Anh đọc thế này như kiểu thấy thế này em chơi. Em mang buổi sáng của bộ là C15 Pro, X2 Pro, mic VK321 đấy ạ. Ok, đây mở hàng buổi sáng, hai bác khách. Xã Cao Viên, huyện Thanh Hoa, Thanh Hoa, Hà Nội.